Hey, xin chào anh chị và bạn. Hiện tại là toàn đang đứng ở bãi đỗ trực thăng Tuần Châu. Và bây giờ là cái trực thăng này chuẩn bị bay lên. Xin mời anh chị và bạn chúng ta hãy xem cái trực thăng này nó bay lên như thế nào nhé. Có mấy người đi? Để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về đảo Tuần Châu nói chung, hay về Hạ Long đấy, về đảo Tuần Châu nói riêng, hay về Hạ Long nói riêng, cũng như là cuộc sống hàng ngày. Rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí, đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi mà kênh có những cái video mới thú vị thì thông báo đến anh chị, và anh chị là người đầu tiên được xem các video mới thú vị. Đấy, nó chuẩn bị bay lên đấy anh chị. Cái tên quạt này mà nó mà rung ra mà nó văng một phát thì chắc đứt luôn. Cái này chờ được 1, 2, 3, 4 người, 4 hay 6 người chứ. Tiếp lắm anh chị ạ, gió vù luôn, này quá nguy hiểm, cánh quạt này mà nó còn rung phát thì quá nguy hiểm luôn. Gió quá. Mù luôn. Bụi cả một vùng trời luôn. Tao dáng ấy. Kéo loa. Huy ơi, Huy, bảo nó kéo loa. Đây là bãi tắm ở Tuần Châu. Đường này đang thi công nên khá là bụi. Nhất là như con trực thăng vừa rồi mà bay qua để nó cất cánh lên thì đúng là quá bụi luôn.
em này là học sinh cuối tuần đi du lịch. Còn đây là cái bãi đỗ trực thăng Tuần Châu. Đó, bãi đỗ trực thăng Tuần Châu. Để xem cái phần độ cước nó như thế nào anh chị nhé. Đây là cái bãi đỗ trực thăng sân của nó đây. Buổi tối là nó cho vào trong này. Hiện tại thì chỉ có mới thấy một cái trực thăng thôi. Xong rồi nó ra nó đậu ở cái điểm có đường đi bằng vàng đi ra đây. Đậu ở điểm chữ H này và nó bay lên. Đó. Wow, Tuần Châu. Cát này là cát nhân tạo đây anh chị ạ, bởi vì đây là nó hút cát trắng về, thành cát này cát nhân tạo. Cát trắng thì sẽ làm nước biển nó sẽ trong hơn, chứ nó không đục. Cát vàng thì sẽ làm nước biển đục hơn. Đây anh này mới gặp, hôm trước gặp anh này rất là vui tính luôn. Anh là một hướng dẫn viên nghiệp dư kiêm rất là nhiều nghề luôn. Rồi, video này đến đây Minh Toàn cũng sẽ xuống tắm biển một chút. Và nếu anh chị và các bạn chúng ta muốn xem thêm về Tuần Châu thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta xem thêm ở trong cái kênh xuất phát là Cuộc Sống Hạ Long hoặc Cuộc Sống Quảng Ninh, ở trong cái kênh mà anh chị đang xem. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video này và đừng quên nhấn nút đăng ký, đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị mới anh chị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo ạ.